ngoại hình thay đổi của Trần Kiền Phong Trần Kiền Phong trở lại màn ảnh với vai diễn Bao Công ngoại hình thay đổi của mỹ nam cổ trang một thời khiến khán giả bất ngờ vào ngày 12 tháng 2 vừa qua hk 01 đưa tin bộ phim điện ảnh Tân Bao Thành Thiên bằng phách do Trần Kiền Phong và Quách Tuyết Phủ đóng chính được phát sóng trên các nền tảng trực tuyến khi xuất hiện trong tác phẩm này, ngoại hình của Trần Kiện Phong có nhiều thay đổi, khán giả bày tỏ bất ngờ bởi những năm gần đây, nam diễn viên ít đóng phim. Trước đây, Trần Kiện Phong được mệnh danh là Mỹ Nam cổ trang trên màn ảnh hoa ngữ với nhiều tác phẩm nổi bật như Mỹ Nhân Tâm Ký, Sóng Gió Vương Triều, Loạn Thế Sai Nhân, Huyền Thám Bao Trần. Vào năm 2019, tài tử tiết lộ mắc căn bệnh di truyền về não, không thể chữa trị, Kể từ đó, nam diễn viên gần như ngừng mọi hoạt động nghệ thuật và đăng ký học cử nhân, rồi thạc sĩ ngành thần học. Ngoài ra, anh cũng dành thời gian học lặn, treo thuyền, sơ cấp cứu, chăm sóc trẻ em và ngôn ngữ ký hiệu. Tài tử cho biết căn bệnh đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của anh về cuộc sống, chấp nhận thực tại và sống tích cực hơn. Cuộc đời không biết còn lại bao nhiêu thời gian vì vậy tôi phải trân trọng những phút giây, làm những điều bản thân thích. Với tôi, tiền tài danh vọng hiện tại không còn quan trọng nữa. Trần Kiệt Phong chia sẻ. Đến năm 2021, Trần Kiệt Phong vướng vào vụ việc một học viên qua đời khi đang tập lặn. Nam diễn viên không trả lời những câu hỏi của truyền thông và càng ít xuất hiện hơn. Trần Kiệt Phong sinh năm 1978, từng được xếp vào nhóm ngũ tiểu sinh TVB cùng với Huỳnh Tông Trạch, Mã Quốc Minh, Lâm Phong và Ngô Trác Hy. Nhóm tiểu sinh ra mắt vào năm 2000 và khi đó được kỳ vọng trở thành trụ cột của điện ảnh Hồng Kông. Nam diễn viên được biết đến qua các bộ phim Đổi hành động liêm chính 2004, ly lễ con tim, phủng Hoàng Lâu, Cảnh sát mới ra trường, Thiếu niên tứ đại danh bộ. Tuy nhiên, khi được đài đề nghị ký hợp đồng độc quyền, anh đã từ chối và sẽ hướng sự nghiệp sang thị trường đại lục. Sau đó, Trần Kiền Phong cũng được yêu thích với các tác phẩm như Sóng Gió Phương Triều, Loàn Thế Sai Nhân, Phòng Thần Bảng. Vai diễn để lại cột mốc thu về lượng lớn người hâm mộ trong sự nghiệp của anh là Lưu Hằng, trong mỹ nhân tâm kế hợp tác cùng với lâm tâm như